Xin chào các bác. Đây, em đã quay trở lại với cây thanh yên tử huyền diệp. Đấy, anh chị nhìn thấy cái lá không? Lá nó già này. Nó rất là thấp rồi, nó lại võng xuống ngay. Nó rất là thấp, võng xuống luôn. Đương nhiên nó cũng có một số những cái lá nó cao dựng lên, nhưng gần như là không đáng kể. Bởi vì về cơ bản là cây này nó rất là to. Đây là trong cái tình trạng là cây này là cây bình thường anh chị nhé. Anh chị có thể nuôi to đạt cái cây này, nó to có thể gấp rưỡi cây này. Đấy, nhưng còn cái cây như em này nó là cây nhỏ. Thì giới thiệu các bác, em giới thiệu về các cây địa lan xanh vàng, hay là những cây địa lan bạc, hay những cây địa lan truyền thống, hay những cây địa lan đột biến của Việt Nam. Thì cũng rất mong các bác ủng hộ và góp ý để chúng ta xây dựng được một cuộc chơi địa lan nó trong sạch, và cây nào nó vào cây đó nó không hay bị nhầm lẫn như ngày trước. Ngày trước là do là bị nhầm lẫn quá nhiều, thế là cuộc chơi địa lan là nó đã không còn được cao trào để chúng ta nuôi trồng bảo tồn. Với địa này trồng nó cũng khó hơn các loại phong lan, nên là mọi người trồng cũng ít hơn. Và chủ yếu là chúng ta nuôi trồng được từ Huế lọc ra ngoài Bắc, là chúng ta có thể nuôi trồng được địa và phát triển bình thường và ra hoa bình thường. Thì hôm nay em giới thiệu đến các bác là cái cây địa lan thanh yên tử huyền diệp. Các anh chị có thể xem lại những cái video của em trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Và có cây bình diệp, trường diệp và trực diệp và cây huyền diệp. Đấy, thì có nghĩa là nó giáng lá đấy. Thì em vẫn nói tùy từng cái cây và tùy từng video. Thì như cái cây huyền diệp này thì nó cũng không bị mất cần đâu anh chị nhé. Đấy, cây này nó không bị mất cần. Khi mà anh chị nhìn tổng thể này, mọi người xem những video khác của em ấy, thấy đây, cây này có còn một bông này. Nhưng bông này em vặt đi bởi vì nó tàn rồi. Nó tàn rất nhanh. Năm nay thì năm địa lan không được đẹp cho lắm, thế nên là có một số cây này em có, một số cây này em không có được những video, bởi vì nó nở, khi mà nó nở chưa kịp căng thì nó đã bị quăn cánh, bị tàn rồi, rồi nó bị tật, chủ yếu là bị tật do thời tiết. Thì hôm nay em giới thiệu nhanh và ngắn gọn sơ qua về cái cây huyền diệp này, bởi vì các anh chị các bác mà có nghe cái bài mấy cái bài video về địa lan đột biến lần trước ấy, địa lan xanh vàng ấy, thì anh chị cũng hiểu và tóm tắt sơ lược về cái cây này rồi. Về cơ bản chúng ta cần nhìn về dạng tổng thể thân lá và hoa. Đây anh chị nhìn từ xa, đây anh chị sẽ nhìn thấy đúng không ạ? Tổng thể thân lá và hoa. Thì nếu mà nhìn như này thì không ai biết được là cây nào cả. Nó phải có những yếu tố gì như thế nào. Bởi vì nhiều bác chơi địa nhưng mà chẳng nắm được về những cái yếu tố đó. Thì đấy là những cái mà các bác cần phải các anh chị cần phải xem và tìm hiểu thêm. Bởi vì một số cây ấy là người ta cứ nhìn giống thì là người ta gọi, hoặc là nhìn khác đi một tí là người ta lại đổi tên mới. Thế nên mặc dù nó cùng là một cây, nhưng mà khi mà anh chị các bác mà mua 2-3 cây thì nó vẫn nở ra, thì nó vẫn có năm nọ năm kia, thì mình nhìn thì nó vẫn cứ ngỡ nó là một cây. Đấy, thế nên là địa lan này cần những cái thông tin lưu lại như này, để anh chị về sau khi mà anh chị có mua cái cây, ví dụ như cây huyền diệp này, anh chị có mua thì anh chị cũng nên mở lên video lên tham khảo xem là cái cây mình mua nó có giống không. Bởi vì rất là nhiều cây mà chúng ta không thể biết được, nó quá nhiều tên. Ví dụ như cây thanh lùn chẳng hạn thế. Cái thanh lùn thì nó có thanh lùn rừng, thanh lùn truyền thống. Thanh lùn rừng thì nó có mấy cái tên như là độc cô của bại, nhục quỷ thần kiếm, hay là thích kích nhật, và cái tên nữa em chả nhớ, đại loại nó có nhiều tên phết. Mà cái mà chúng ta cần ở đây đó chính là chúng ta phải giữ được cái tên của nó và chính xác tên, để khi về sau anh chị có tìm hiểu, sưu tầm những người chơi sau là người ta nhìn cái là người ta biết ngay. Đấy, chứ còn nếu như mà cứ đổi tên liên tục thì rất là khó các bạn. Thì hôm nay em xin phép vào cái cây thanh yên tử huyền diệp. Cái cây huyền diệp đây, anh chị nhìn tổng thể cái dáng lá của nó nhé. Dáng lá của nó ra cái là nó chỉ cao khoảng tầm độ 10 đến 15 cm thôi. Thì là nó võng luôn ra. Và lá nó đây. Củ đây, củ lên của cái bọn này thì đều xanh sạch anh chị nhá. Đây có cái mầm nhỏ này. Đấy, mầm rất là bé này. Đấy, nhìn thoáng qua thì anh chị cứ nghĩ như là nó là tím tím đúng không ạ, nhưng không phải. Cái mầm này thì nó là mầm xanh đậm và nó còn hơi thấp, nên là anh chị nhìn có cảm giác vậy thôi. Nhưng về cơ bản là chúng ta cần nhìn về cái đỉnh của nó, những mép của cái mầm ấy, chứ không phải giữa mầm. Giữa mầm nó màu gì kệ nó, quan trọng là mép. Đấy là cái yếu tố quan trọng, cái mép của nó là yếu tố quan trọng nhất. Tiếp theo là xanh sạch là đầu tiên rồi. Tiếp theo thứ hai đó có nghĩa là cái dáng lá của nó.
anh chị nhìn thấy dáng lá đấy, nó chỉ cao lên khoảng từ đây này, cái chiều cao của nó đến khi nó xòe lá ra nó chỉ tầm độ 10 đến 15 cm thôi. 10 cm, có cái lá 15 cm, tối đa là 20. Tối đa là 20. Nhưng mà nó những cái lá đầu của nó vẫn sẽ võng rất là nhanh. Đây này, anh chị nhìn nó ra phát là nó võng này. Đó, như chỗ này nó được khoảng tầm 18 cm. Cái đây nó chỉ tầm 10 cm thôi. Đấy thì nó là khoảng từ 10 đến 20 cm là nó ra cái nó võng này. Đấy, anh chị thấy không ạ? Nữa đó chính là cái dáng lá rồi. Tiếp theo đến cái độ to nhỏ dài ngắn. Dài thì cái này nó dài khoảng tầm độ 40 đến khoảng 70 cm. 40 đến khoảng 70 cm và nó to khoảng từ 2 đến 3 cm anh chị nhá. Mặt lá nó dạng lá xanh thôi. Nó là lá bình thường. Không có gì cả. Đây là một cái lá cơ bản của nó. Đây là một cái lá cơ bản nó còn nguyên. Đấy, đây nó cũng là một cái lá cơ bản này. Đấy, lá cơ bản. Tiếp theo là cái độ mở của cổ lá đó. Độ mở này. Nó mở rất là nhanh. Anh chị nhìn cái cổ nào hoàn thiện là nó mở rất là nhanh luôn, nó mở rất to. Đây này. Đấy, nó mở chữ V này, mở chữ V rất là to. Các bạn đây, từ cái cổ trong này. Đấy, thấy không ạ? Cổ trong, các bạn. Tiếp theo là cái dáng lá của nó. Anh chị nhìn một cái dáng lá bên này này. Dáng lá của nó thì ra nó rất nhiều nếp gấp này. Gấp này. Đấy gọi là răn. Đấy, răn. Răn chiều ngang. Đấy, nó không phải một bên mà cả hai bên đều như vậy anh chị nhá. Và lá nào nó cũng có. Đây này, lá này bị đây này. Nhưng có cái lá này nó vẫn lá non. Củ này củ tơ chưa trưởng thành hết. Chưa trưởng thành hết. Còn khi trưởng thành hết thì nó sẽ răn nhiều hơn. Đây anh chị nhìn cái củ già của nó đây. Củ già đây này. Lá gặp rất nhiều đúng không ạ? Đấy, răn rất là nhiều. Đấy, còn nếu mà chiều dọc của lá thì gọi là nhăn. Còn chiều ngang của nó là răn. Đấy, đấy gặp này gặp này. Đấy, lá nó không đẹp lắm. Sờ lá của nó khá là mềm. Nhất là những cái điểm gặp này nó mềm lắm. Nó mềm. Còn những cái điểm ngang này nó cứng hơn. Và lá nó rất là gai. Độ gai của cái cây lá này thì cái phần đuôi lá khoảng 20 cm nó rất là gai. Gai rất sắc như là cây Trung Quốc. Đấy, đây là gai rất sắc. Tiếp theo là đến cái phần hoa và hương thơm. Hoa và hương thơm của cái cây này. Đấy, anh chị nhìn thấy hoa của nó là màu xanh. Xanh vàng chứ chẳng gọi xanh lét đâu. Xanh lét thì rất là ít cây được xanh lét, nhưng mà cây này là xanh vàng, nó rất là xanh rồi. Anh chị nhìn so cái đây là do ánh nắng buổi chiều nên là nó cũng hơi vàng nhiều bông hoa nên cánh nó xanh hơn. Lá nó hơi vàng đúng không ạ? Đấy, tiếp theo đến hoa của nó. Hoa của nó mặc dù là lá rất là thấp nhưng mà nó không bị mất cần. Anh chị nhìn này, đây mình đang để chéo rồi nhá. Nếu mình nhìn ngang này, nhìn ngang theo cái mặt chậu này. Đấy, mặt chậu nhá, đi lên nhá. Thì để mà nó mất cần thì gần như là không mất đúng không ạ? Không mất cần. Bởi bông nó đầu tiên nó ở đây rồi. Đấy, kể cả bông ở trên này nó cũng không mất cần mấy. Nếu nhìn ngang. Đây này, nếu nhìn ngang này không mất cần đúng không ạ? Cái này không mất cần anh chị nhá, không mất cần. Đấy, nó không mất cần đâu. Đấy, nhưng bông này là bị rụng này, bông là bông thứ hai. Đấy, cái này là không hề bị mất cần anh chị nhá. Đây là màu khá là thật của nó này. Đấy, màu xanh anh chị nhìn thấy không ạ? Bộ cánh của nó khá giống với kia, nhưng năm nay là do nở chưa được đạt lắm nên là nó cũng chưa ưng ý. Nếu như mà nở mà đạt ấy thì nó là những năm khác. Những năm nó nở sớm hơn, chứ bây giờ nắng này thì nở nó cũng kém hơn. Nó nắng nóng rồi ấy. Còn nó xe lạnh thì nở sẽ đẹp hơn. Thường thì anh chị thấy là cái dịp trưng bày địa là nó vào tháng riêng ấy, bởi thời tiết nó xe lạnh. Đấy, thì đây là khuôn bông của nó, anh chị nhìn này. Tay hoa, thăng hoa này, ôm cần, quấn cần này, vị cần rất là đẹp. Vị cần. Và cái bông của nó thì đài mở ba cánh đài ngoài cũng rất là cân đối, và hai cánh đài trong của nó thì cũng mở rất là đẹp. Bông này em thấy là đẹp ở trong cái cần này. Nhưng còn nếu quay đi bông khác, lưỡi cái bông này rất là vuông, nó đẹp, cân đối ngay ngắn hai bên. Đấy, tiếp theo là quay đi bông khác lần lượt. Thì cái cây này là cái cây vẫn là nó đây. Đấy, nhưng cái là khi mà bông trên này nó nở nó trông đẹp hơn. Đấy, nhưng bông dưới này thì nó có vẻ nó hơi xiên vẹo hơn. Đấy, địa lan thì có nghĩa là khi mà mình nuôi được mà được cái sắc tố đẹp của nó thì nó cũng phải mất nhiều năm thời gian chơi và tìm hiểu để cây phát triển các thứ thì nó mới đẹp được. Đấy, như thường thì nó sẽ nở bông đầu tiên, bông thứ hai, bông thứ ba, nhưng đây thì nó lại nở là bông thứ mấy bông trên hết rồi, bông đầu tiên bây giờ nó bắt đầu hé. Đấy thì đấy là một cái nó hơi ngang ngược, không giống mọi năm. Đây là cái tổng thể của cái cây địa lan Thanh Yên Tử Huyền Diệp. Thì mọi người có thể tham khảo thêm một số những cái bài viết ở một số những cái cây khác trên
kênh Thiên Đường Ngàn Hoa, và một số những cái video và một số cái bài viết ở trên Thiên Đường Ngàn Hoa. Mọi người mà muốn mua bán thì cứ liên hệ những cái cây này. Đấy, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người.